Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình Ký Sự Bonsai. Hôm nay Năm Thu lại đến cái vườn kiện An Quảng các bạn, tọa lạc tại 2195 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, cái địa chỉ là 21/5 là nhiều bạn cứ nhầm là tưởng là trong hẻm, nhưng mà vườn mình nằm ngoài mặt tiền cái đường Lâm Thị Hố các bạn ha. Các bạn lưu ý hãy rất là dễ tìm. Các bạn, Năm Thu vẫn giữ quan điểm của mình là chỉ làm clip và chia sẻ. Các bạn cứ có sự lựa chọn cho riêng mình, Năm Thu không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Quảng theo cái số 0866293979, và đây cũng là số Zalo nha các bạn ha. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta bước vào bên trong để được chủ vườn, cô nhân viên báo giá vườn kiển để mình chọn cho mình những cái mẫu cây mà mình cảm thấy phù hợp các bạn ha. Đây, vườn kiển An Quảng. Hôm nay chiều thứ cuối tuần ha. Nhân công được tấp nập luôn, vui quá trời vui. Xin chào cô Hạnh, lâu quá không gặp, khỏe không? Dạ, xin chào anh Năm. Xin chào tất cả anh chị em bạn bè trên mọi miền đất nước. Hôm nay chiều chủ nhật. Hạnh về đây gọi là báo giá cho vườn cây An Quảng. Mong anh chị em và bà con hãy ủng hộ vườn cây An Quảng ngày một phát triển. Rồi, ok. Trước khi chào những sản phẩm mình, em gái ơi, em phải chia sẻ là cái địa chỉ, số điện thoại và cách thức kinh doanh của vườn mình nữa ha. Dạ, địa chỉ của vườn cây An Quảng là 21/5 Lâm Thị Hố, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Số điện thoại của vườn cây An Quảng là 0866293979. Ok. Dạ. Rồi cách thức kinh doanh mình. Cách thức kinh doanh là cứ chốt đơn hàng, gửi 50% vào tài khoản, còn 50% khi nhận hàng gửi nốt ạ. Rồi, ok. Rồi, không làm mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta tiến hành làm việc. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 20/9/2020. Rồi, em đầu tiên. Dạ, đây là cây sứ ạ. Sứ ghép. Sứ thần tài. Ghép giống sứ thần tài, giống sứ mà đỏ chót ha. Anh em là sự may mắn cho gia chủ. Sứ ghép, sứ thần tài. Củ của nó là 57. Tán rộng và chiều cao. Tán rộng là 54. Chiều cao là 61. Cây số 1 được báo giá 700.000. 700.000, sứ ghép, sứ thần tài, giống thần tài. Rồi, ok, mời em khác. Số 2. Dạ, cây số 2 cũng là sứ, sứ ghép, thần tài. Củ của nó là 55 ạ. Tán rộng là 59 ạ. Chiều cao là 65. Cây số 2 được báo giá 700.000 ạ. Bao nhiêu? 700 phải không? 700 ạ. 700. Rồi, xin mời em khác. Em số 3. Dạ, đây là cây sứ zin ạ. Cây ghép ạ. Đúng rồi, cây này cây zin. Cây sứ cánh đơn. Không thích gì các bạn ghép cho thằng tài vô. Cái của nó là 60 ạ. Cái củ ạ. Cái tán là 62 ạ. Chiều cao là 70. Cây số 3 được báo giá là 300.000 ạ. 300.000. Dạ. Rồi, ok. Xin mời em khác. Số 4, tiếp tục số 4 là em nào? Dạ, em Mai. Mai Chiếu Thủy. Dạ. Nhấn chật. Thế là 66. Tán rộng là 52. Chiều cao là 54. Cây số 4 được báo giá là 700.000 ạ. À. 700.000. Cây mang mã số 4. Xin mời tiếp tục em số 5. Cây số 5. Đế là 64. Tán rộng là 47.
Chiều cao là 47 luôn ạ. Số 5. Cây số 5 được báo giá là 600 ngàn ạ. Rồi, xin mời em khác. Đế là 66. Tán rộng là 50. Chiều cao là 57. Cây số 6 được báo giá là 600 ạ. Cây hồng ngọc này ra. Có cây hồng ngọc này anh ơi. Rồi. Cây hồng ngọc đẹp quá anh tiếp ơi. Tiếp tục em mang mã số mấy? Cây hồng ngọc này số 7. Không có số. Cây hồng ngọc khỏi số đi. Cây này khỏi về số anh ạ. Cây hồng ngọc mai. Rồi. Có con cây thôi anh ơi. Con cây thôi phải không? Cây hồng ngọc mai. Giá cũng 500 ngàn anh ơi. Con cây xong dành tặng người yêu đi bán đi. Ui giời bông quá trời nên anh nè. Rồi. Rồi, ok. 500 ngàn hồng ngọc mai trong cái lô hàng này các bạn ha. Thành ra một cây thôi, thành ra không có đánh số. Tiếp tục xin mời. Tiếp tục là em Mai Chiếu Thủy lá lớn. Em số mấy đây? Số 7. Đế của nó là 89. Eo là 29. Tán rộng là 75. Chiều cao là 64. Em số 7 được báo giá là 3 triệu. Cây này nó vừa mới hết đợt hoa em Bắc Năm ơi. Hoa quá trời luôn. Nó còn lại nó bông quanh năm mà. Dạ. Nếu mà trời nắng nóng có bông nhiều lắm. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Đế của nó 120. Cây số 8, đế là 120. Eo là 38. Tán rộng là 76. Chiều cao là 72. Em số 8 được báo giá là 4 triệu ạ. Rồi, ok, số 8 là 4 triệu. Tiếp tục chia sẻ bạn số 9. Em số 9, đế là 96. Tán rộng 68. Chiều cao là 75. Em số 9 được báo giá là 3 triệu ạ. 3 triệu. Rồi, xin mời em khác. Số 10. Mai Chiếu Thủy tứ diện hai bạn đánh giá tứ diện đây. Em số 10 đế là 133. Eo là 39. Tán rộng 109. Chiều cao 129. Em số 10 được báo giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Đây là hàng lẻ, hàng cặp đây không? Cái này có cặp đấy anh. Những cái cây, cái dáng như thế này đa số là đi cặp. Dạ. Nhưng mà các bạn cũng có thể mua lẻ được ha. Dạ.
Rồi, xin mời ông khác. Ôi trời ơi. Ông Quảng như lúc hết pin rồi. À, than thở và phải tiền mà khiêng được vậy sướng ha. Anh Năm ơi. Chào anh Năm, chào tất cả anh em nhé. Ông khiêng tiền đâu có rên đâu. Hai vợ chồng thì hại hụt khiêng của mình đâu có rên mà khiêng cây rên quá trời quá. Thôi đây yếu quá rồi anh ạ. Em số 11. Thế là 130. Em là 31. Tán rộng là 101. À, chiều cao. Chiều cao là 123. Em số 11 được báo giá là 3,5 triệu ạ. Ba triệu rưỡi phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Em 11 với em số 10 là một cặp đó. À 11 với số 10 là một cặp đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Nếu mà mua cặp phải có giá ưu đãi cho người ta chứ đúng không? Mua cặp là phải có giá ưu đãi. Đúng rồi, mua cặp là có giá ưu đãi. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy đây? Em số 12. 12. Cây cây gì quên rồi? Linh sam. Linh sam dáng bay. Cái nào màu gì đây ta? Màu gì đây ông Quảng? Cái màu tím anh ơi. Zin hay là hay ghép? Hàng zin luôn đấy. Eo của nó là 15. Đó chiều đỏ, đó chiều đỏ, đo từ ngọn lên xuống, đỏ xuống. Đúng rồi, từ ngọn xuống. Chiều đỏ của nó là 75. Tán rộng là 80. Chiều cao là 64. Em số 11 là báo giá là 2,5 triệu ạ. Rồi, xin mời ông khác. Em số mấy đây? Số 13. Số 13 là cái sung. Eo của nó là 37. Tán rộng là 80. Chiều cao là 72. Em số 13 được báo giá là 1,5 triệu ạ. Bao nhiêu? 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu. Số 13. Số 13, tầm số 13. À vâng, à, xin mời em khác. Kế tiếp em số 14 là em Tùng. À lâu ghê mới gặp mấy cái tùng lùng lùng này đẹp quá ha. Mấy tùng cái này cây tùng già lắm đấy anh. À, mấy cây lùng này rất được các bạn ưa chuộng nè, cái tầm này nè. Nó là cái 20 này, cái sẹo nó còn tí xíu rồi thôi anh. À 20. Đây này, cái sẹo nó còn có tí xíu đây này. Tán rộng là 84. Đúng đốt ngón tay này. À, đó, nó già cây. À. Mà còn già lắm rồi. Mấy cái tùng nhỏ rất đẹp, lùng lùng. Tùng rất già, anh hàng trong. Chiều cao là 95. Nuôi số trồng 14, trồng. Được báo giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Em này là em thuần chậu hay là bứng đất lên em? Thuần chậu anh ơi. Thuần chậu ha. À, cây thuần chậu rồi. À. Đây là một cái giá là để cho các bạn cũng năm thu thấy cái giá rất là hợp lý. Tùng giá nhỏ nhỏ như thế này ít gặp lắm, thường thường tùng to cao nhỏ nhỏ ít. Nó rất già rồi. Dạ, cây lùng lùng rất là đẹp. Mà chỉ có 2,5 triệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi. 2,5 triệu. Cái này về mà banh đĩa ra là nó đẹp lắm anh Nam ơi. Quá em không có bận banh được đó. Nếu mình chuyển đi mình có chuyển chậu đi không em? Vâng, thôi cái này thì là bao chậu luôn anh. Ok, hai giờ quá ok rồi. Rồi. À. Các bạn mới. Ở gần thì mới bao chậu được chứ ở xa mà bao chậu thì sợ nó bị bể. Vâng. Cây. Cái chậu thì em không có tiếc. Mình sợ nó bể. Là sợ nó bể thôi. Nhưng mà nó đi ra khu vực phía là Bắc đây là cái này là phải rút chậu ra chứ. À, chứ nếu mà các bạn ở gần đây thành phố mình đến là cứ rinh về luôn, không? Vâng. À. Rồi, xin mời em khác. Vâng, cho tôi nốt thì tổng quá đi. À, tiếp tục chia sẻ các bạn, em Tùng. Em số 15. À, 15.
con này xong rồi. Theo là 27 trang đó. Cầm trang ấy luôn. 8 rộng là 89. Chiều cao của nó là 69. Ở tiệm gần đây thì đưa luôn. Em số 15 được báo giá là 3 triệu ạ. 3 triệu. Dạ. 3 triệu. Em đi cho cái mai này lên xong ạ. Em số 15 là 3 triệu. Dạ. Xong hắn chuyển đồ. Cây này mà ở gần thì cũng bao chậu luôn nha anh Nam. Ok, các bạn ở khu vực gần. Khách hàng thông cảm là chuyển chậu nó sẽ bể. Bể nó sẽ hư cây. Rồi, ok, xin mời bác Khang. Cây này là cây rất là nặng, rất là ác chiến anh ơi. Mai chưa thấy, la lớn. Gần đây thì quay luôn anh ơi. Cây số 16. À, cây mai nu da đen này. Đấy, cục. Đế của nó là 150 ạ. Đấy. Eo thân trên là 48. Còn eo thân dưới là 74. 8 rộng của nó là 109. À, chiều cao là 79. À, lù da đen mà được hàng như này là tuyệt vời. Em số 16 được báo giá là 20 triệu ạ. 20 triệu. Chắc là anh nuôi lại một chút xíu. Nó dính mũi lại. Rồi, ok, không sao. Cứ nói năm lui là chút thôi. Rồi. Đi tới cũng được, đi lui cũng được. Này có số ve mà. Xe này có số ve nè. À, tới lui cũng được, tốt hết. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em Trang, Trang Vàng. Dạ, em số 17 ạ. À, 1 triệu rưỡi. Dạ, trang. Trang một cốt. Dạ. Trang một tán cây. Rồi, ok. Rồi. Nặng. Tiếp tục em số mấy đây? 18 ạ. 18, một trang bụi phải không? Chắc hết thước quá. Mét rưỡi. Mét rưỡi. Mét rưỡi. Tán rộng, tán đổ, tán bay ấy là 1,5 mét. 150. Chiều cao là 50. Em số 18 được báo giá là 2 triệu. 2 triệu. À, 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Chắc chưa? Cái đây 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi anh em ơi, xin lỗi. 1 triệu rưỡi. Dạ, 1 triệu 500 nghìn. Ờ, để bởi vì tôi hỏi mấy bà kỹ chưa. Dạ. Mỗi lần dắp cái nhảy số, dắp cái nhảy số chết ta. Xin lỗi anh em. À, xin lỗi các bạn ha, giá chỉ là 1 triệu rưỡi thôi các bạn. À. Đề nghị cô Hạnh nó đem mất kiến vô ha. Hôm qua không ngủ được anh em ơi. Mắt. Ê, có em có ba bụng trang hồng này nữa anh ơi. Rồi tiếp tục cho chia sẻ với các bạn. Em lấy một cây thí điểm thôi. Trang Mỹ Hồng. Vâng, trang Mỹ Hồng này thôi. À, em có 3 cây. Ừ. Nhưng mà nó đều như nhau tất á. Đo ra đi, đo nhiều có đâu vẫn đo đi. Đo vào thước xem nào. Đây, cái chiều cao của nó là được đi như thấy được không? 55 anh ơi. À. Và chiều rộng của nó là được có cũng 55 đi. Nhưng mà trang một cốt hay trang bụi em? Nào có một cốt anh ạ. À, trang một cốt. Nó một cốt nguyên. À. Em có 3 cây. Em lấy 400.000 cây đây. 400.000 cây các bạn ha. À, trang một cốt. Đó. Có 400.000, 3 cây như nhau. Ừ. À.
Tại vì trang một cốt thì được các bạn ưa chuộng không? Một cốt em đại diện cho một cây thôi, khỏi phải cây quay. Rồi, đại diện một cây ha. Đây nhà mình mới nhập về lô này chỉ có 3 cây thôi, mỗi cây được chào giá là 400 nghìn. Vâng, 400 ngàn một cây. Rồi. Như nhau hết à? Bồng quá trời luôn này. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, đây một em quế. Quay cái đó xong rồi quay đến cái này. Quế. Dạ, em số 19. Eo là 25. Tán rộng của nó là 82. Chiều cao là 75. Em số 19 được báo giá là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi. Rồi, vâng, ngài xin mời em khác. Đây, ba này, ui, giờ nó nặng lắm này. Trời ơi, cái chân, từ. Đâu, hai, ba này. Ui, giờ ơi. Cây, cây nặng mà đưa lên cao. Cây trứng gà, quên. Sao cô chê, sao cô chê. Cây hồng xiêm Bắc em gọi cây hồng xiêm. Các bạn phía Bắc gọi là cây hồng xiêm, trong miền Nam gọi là sao cô chê, sao bô, sao bô, sao cô chê. Ê, anh ơi, trái nó quá trời luôn anh nhá. Đây nè. Thôi đề nghị ông quản thôi, vô trong ngồi nghỉ uống nước nha. Dạ. Ông khiêng cây ông la lên thiên hạ nó hết hộp đó. Đấy, quá trời trái luôn đó. Có trái không? Có đây trái. Thấy rồi. Đấy, trái này. Cây các bạn thông đến nè, cây sao chê mà nó kêu này gọi da cám. Dạ. Da cám nó có hai cái loại da cám với cái loại da láng. Cái da láng nó trái nó không có ngon. Da láng có người gọi cây lòng mứt, trong Nam gọi cái lòng mứt. Đế của nó là 160. Mà mấy cây mà như vậy là da cám nè, nó ngọt, nó rất là thơm. Ngọt thơm. Cái loại mà láng nó không có thơm. Của nó là 50 năm. Cây này rất là già cây. Tán rộng của nó là 89. Chiều cao là 89. Cây số 20 được báo giá là 8 triệu. 8 triệu hả? Yeah. Ủa sao cây đẹp mà đưa gió làm chi? Để này đi, cây đẹp mà. Dạ. Nó cây đẹp để ngoài cho ta thấy. Ừ. Cho vào cao quá. Ừ, cái đồ mới cao quá. Cho vào đi. Cho đồng sức á. Đồng sức khiêng nó dễ. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em Mai Chiêu Thị. Cây số 21. Đế của nó là 72. Eo là 32. Em số 21. Dạ. Rồi, vâng, anh xin mời em khác. Siêu dẻo hết rồi. Siêu dẻo hết. Số 22, Mai Chiêu Thị đã lớn. Dạ. Đế của nó là 79. Eo là 27. Tán rộng là 67. Chiều cao là 76. Em số 22 được báo giá là 3 triệu. Rồi tiếp tục em số 23. 20 mấy? 23. Mai Chiêu Thị ra lớn. Cho cái ổi đi.
của nó là 99. Hai ổi. Hai cái ổi xong. Yêu là 32. Cho cái ổi đi. Hai mấy rồi? 23. 23. 8 cộng là 71. Riêng mới đến 2 chiều mai tôi quý lên là gì? Chiều cao là 74. Em số 23 được báo giá là 3 triệu. 3 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. À, và cái lô hàng hôm nay chúng ta cũng có ổi. À, cây này kêu bằng mẹ bồng con đúng không? Đúng rồi. Thế mẹ bồng con. À. Nó cũng có trái luôn đây anh em. Yêu là 27. 8 rộng là 80. Đẹp ha, thấy mấy để rất đẹp. Chiều cao là 69. Được báo giá là 5 triệu. 5 triệu. À, ổi à, ổi ổi xẻ. Và cái ổi xẻ đây. À, ổi xẻ ổi bắc nó có trái đây anh nhé. À, thấy rồi. À, các bạn phía bắc thì gọi là ổi găng ha. Thì à, cho hộ cái cây mai tứ quý á. Rồi, khi mày đi còn tiếp tục xin. À, rồi xin mời em kế tiếp lại ổi nữa hả? Bạn em mà bay đi. Mai tứ quý. Mai tứ quý này có bông quanh năm các bạn ha. Bởi vì có bông nó lên nút quá trời luôn. Thì bởi vì mai tứ quý là mai bốn mùa mà. À, bốn mùa mùa nào cũng có bông hết. Đấy. Đây là có mấy anh ở ngoài Bắc á. Ừ. Anh cứ hỏi là nó ở ngoài Bắc người ta gọi là cây mai phát lộc. Phát lộc hả? Vâng đó. Ở trong Nam gọi mai tứ quý. Vâng, ở trong này thì người ta gọi là mai tứ quý. Ừ. Ra cộng của nó là 107. Có nghĩa là ra bông bốn mùa. Vâng, đúng rồi. Chiều cao của nó là 135. Em số 25 được báo giá là 700 ngàn. À, cái mai tứ quý được chào giá là 700 ngàn. Ok. Cho lốt cây đó lên cho đó là. Kênh xuống. Rồi, em số mấy đây? Em số 26. 26. Tán rộng của nó là 80. chiều cao 139. Em số 26 được báo giá là 700 ngàn. 700 ngàn. Rồi còn em nào nữa đưa tiếp đi. Dạ. Tiếp hai em nữa đi. Cặp trang này. Cho cặp trang này. Ok đúng rồi đây đi. Cho cặp trang này cho nó. Nay trời mát trời mà. Mát trời. Rồi anh em ơi. Không có mưa đâu. Mát hai cây nữa là vừa. Cặp trang rất là đẹp. À, cặp trang màu cam. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn, đây là cây bông trang màu cam, bông trang bụi ha. Dạ đúng rồi, trang bụi vậy bác. À, Hạnh ơi em đo cái bụi nữa Hạnh, đo bụi gốc nữa. Dạ. Đo cái hoành bụi. Bụi. Trang màu cam. Ra bụi của nó là 47 ạ. Bụi ha, rồi dạ. Chiều cao và tán rộng. Tán rộng 96 ạ. Chiều cao là 80 ạ. Rồi xây dòng coi. Bác ơi. Em số mấy phút? 27. 600 anh ơi. 600. Báo giá là 600 ạ. Em số 27 là hàng cặp hay có 2 cây. Vâng, có 600 thôi nhưng mà em không có giao trọng đâu. Không giao chậu thì bán cặp các bạn ha, các bạn lưu ý đây là bỏ chậu lại. À, giá này là giá bầu cây. À, 600 một cây. À 600 cây. Rồi cho em 28 lên. Xuống cây này giùm em. À, các bạn lưu ý cặp bông trang này khi mà chuyển đi thì bỏ chậu lại các bạn ha. Tại vì cái chậu nó rất là nặng các bạn. Rồi. Báo cáo thông số em số 28 cũng là em cuối cùng. Cây này là một cốt Bắc Nam ơi. Một cốt hả? Dạ, một cốt ạ. À, cây một cốt. À, cây nãy bụi, cây này cốt.
mà cái kia có khi là một cốt mà cốt đập dưới. Ai tính ông? Tá tổng là 100 ạ. Cây này mấy trăm? Cây này chứ cũng 600 đúng không bác? Cũng vậy đó. Cũng vậy thôi. Cặp. Chiều cao của nó là 82 ạ. Em số 28 được báo giá là 800 ngàn ạ. Ơi các bạn thân mến, em cây bông trang màu cam số 28 được chào giá là 600 ngàn cũng kết thúc cái chương trình báo giá vào ngày 20 tháng 9 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thích clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Năm Thu ha. Còn bạn nào các bạn nhớ ha, chúng ta tiếp tục ủng hộ vườn kiểng anh An Quảng để An Quảng có tinh thần để đi săn lùng những cái cây mà vừa đẹp vừa rẻ để phục vụ các bạn yêu cây kiểng trong cả nước. Quảng ơi, có nói là chia tay gì không nào? Vâng, thế thì em cũng chào anh Năm, em cũng cảm ơn anh đã tới tham khảo vườn em, quay cho tất cả anh em trên mọi miền được biết và chia sẻ cùng vợ chồng em. Thế em cũng cảm ơn tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc những ngày cuối tuần. Thế thì em chúc anh Năm, thế rồi chúc toàn thể anh em trên mọi miền một ngày hạnh phúc, thế rồi có nhiều sức khỏe. Thế là cố gắng phục vụ và ủng hộ với nhà vườn chúng em ấy. Rồi, cô Hạnh báo giá chào khách thế nào? Dạ, chào anh Nam với chào tất cả anh chị em, bạn bè gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay là Hạnh cũng báo giá xong cái clip. Hạnh cũng chào mọi người và chúc mọi người là cuối tuần là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha. Bye bye. Cây sứ mà không có một tí đất.